Em ghép cho các bác những cái bộ sản phẩm. Hôm nay bên em về những cái bộ sản phẩm cùng tên, cùng tuổi, cùng đời, cùng hãng. Âm ly Technics 6X cộng với cả một đôi loa của Nhật, đôi Technics SB6 cùng hãng, cùng tên, cùng tuổi. Em vừa mới giới thiệu các bác xong nhé. Đôi Technics SB6 thì các bác nhìn thấy trên màn hình sở hữu một bát 28. Một chiếc chung, bát là bát trống và chung cũng là chung trống các bác nhé. Các bác nhìn cấu hình, đấy, những cái lỗ thở thì cũng được ốp những cái lưới trang trí. Các bác cũng thường gọi là lưới chống chuột, còn không hả em? Thế đấy là lưới chống chuột, cứ nói tóm lại là như thế các bác ạ. Đôi SB6 cộng với cả đôi một chiếc Technics của Nhật, điện 100V, chiếc 6X. Chiếc Technics 6X thì các bác có thể ngoài những cái dòng mà loa như em ghép đây, Technics SP6, các bác có thể trị vào những cái em ngoa nga 50, 70 và đôi 90. Đấy là những cái dòng sản phẩm các bác đánh Technics vừa tầm tiền mà tiếng nghe nó rất là hay và hợp với cả những cái dòng loa nga. Đấy. Trên màn hình của các bác thì em đã đấu ghép sẵn một bộ combo cho các bác cùng tên cùng tuổi để cho các bác nghiên cứu và sở hữu những cái bộ sản phẩm mà ưng ý. Các bác đỡ phải đau đầu về cái chuyện ghép những cái dòng âm ly gì vào những đôi loa gì, thì bên em thì đáp ứng hết luôn cho các bác để ghép vào cho các bác chỉ mì ăn liền thôi. Đấy, bên em thì về rất là nhiều sản phẩm, em sẽ chụp rất là nhiều sản phẩm và đưa nhiều clip để cho các bác cùng tham khảo. Các bác có những cái tiêu chí và phối ghép những cái dòng nghe nhạc như thế nào thì các bác cứ alo cho em theo số 098 369 8887. Đây điện thoại, số địa chỉ nhà em đây ạ. Đấy. Chiếc Technics con V6X cho chất âm rất là mượt mà, ghép cùng với cả tên tuổi của chiếc Technics SB6 bát trống. Em mời các bác thẩm âm và nghe nhạc những cái dòng Technics thì các bác biết rồi, không những chất âm nó hay vừa tầm tiền nhưng mà tiếng bát nó rất là dày. Bởi vì riêng dòng SB6 thì nó những cái dòng này nó sở hữu bát trống, màng trống. Đấy, các bác nhìn nó như là một cái mặt phẳng phẳng nhá. Đấy, nó là cái mặt trống nên là gọi là mát bát trống. Em xin mời các bác thẩm âm và nghe nhạc nhé. Các bác có nhu cầu về sản phẩm thì các bác alo cho em theo số 098 369 8887. Tìm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng.